Xin chào các anh chị em, bà con cô bác. Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm tiếp cái video hôm qua nói chuyện về bắp, với đề tài mới là bắp đã lấy vợ sẽ có thể sanh sao nhà hàng lẩu vẫn chưa mở cửa. Đây là cái hình mình lấy cái phông này là Christmas, để nói lên cái tinh thần vui vẻ của ngày lễ. Mình nói là chuyển từ F1 qua thẻ xanh, quá đơn giản, chỉ cần cưới vợ. Đây là cái của cái anh Kenny chuyển cho mình. Và mình cũng có tìm trên Internet nhưng mà không có chi tiết bằng. Đây là hai cái marriage license của Texas. Trong đây có tên chú rể cô dâu. Và họ kết hôn ngày 22 tháng 6 năm 2022. Cái số license là 99999, nói năm số 9 với lại một số 7. Và cái địa chỉ là ở 444 Cullen Boulevard, apartment số 7018, Houston, Texas 77004. Mình search ra cái địa chỉ này là ra một cái apartment, cái phòng rẻ tiền. Có thể là đây là nơi ở của khóa bắp, mình không biết. Chỉ thấy trên giấy tờ thì mình nói như vậy. Bây giờ mình để vô chi tiết của nội dung hôm nay. Thì cái thứ nhất, câu hỏi, toàn là những câu hỏi thôi. Mình hỏi rồi mình tự trả lời. Rồi các bạn, nếu thấy cái gì đúng, cái gì sai, thì các bạn cho mình ở cái phần comment. Câu hỏi đầu tiên là, tiền thì khoa bắp trả cho cái nhà hàng đó, mà sao Vương Phạm lại đứng tên chủ cái công ty khoa bắp Hotpot? Như các bạn biết á, thì hiện tại bắp đã theo chân Vương Phép núp bóng đàn bà. Thật giả cái vụ này thì sẽ khui sau. Như đã nói trong clip trước, với visa F1, khoa bắp không có thể nào đầu tư vào nhà hàng. Có thể đầu tư nhưng mà không được phép trực tiếp điều hành và làm việc ở nhà hàng. Cho nên Vương Phạm đứng tên, và có thể qua đó Vương Phạm sẽ làm giấy tờ bảo lãnh cho khoa bắp chuyển qua EB3, EB2 hay là S1B để mà khoa bắp kiếm thẻ xanh, và cũng có thể là kiếm vợ cho khoa bắp để nhận thẻ xanh một cách dễ dàng. Đó là về hướng lợi cho khoa bắp. Còn về hướng lợi của Vương Phạm thì bù lại, Vương Phạm sẽ lợi dụng nhà hàng lẩu đó để gọi 20 lao động từ du học sinh đang du học ở Mỹ, bởi vì đó là tiêu chuẩn để khoa bắp lên YouTube kêu gọi thuê mướn nhân viên cho nhà hàng, là yêu cầu là phải là du học sinh đang có mặt tại Mỹ. Có thể đó 20 người sẽ kiếm được hai cái EB5 cho Vương Phạm. Điều này là mình chỉ là đóng mò thôi. Thành ra mình không biết kết quả nó như thế nào, mà hay là cái đó cái đúng cái quy trình của Vương Phạm, phe nhóm Vương Phạm, chứ một mình Vương Phạm thì cho đến bây giờ mình chưa bao giờ mình nghĩ anh này có một cái thực lực gì hết, ngoại trừ có cái mặt lì thôi. Thì không biết chúng đã có thành công cái EB5 được phần nào chưa. Ngày 22 tháng 6 năm 2022, khoa bắp đã chính thức sang sông núp bóng đàn bà. Không biết vụ này, một lần nữa mình nói, mình không biết vụ này có cái sự dàn xếp của Fed hay là không, hay là tự khoa bắp đi tìm bóng đàn bà để núp. Và mình cũng không biết cái cô này có thực sự là sau này sẽ là vợ hay là như thế nào. Cũng có thể là cô này lớn tuổi hơn như là vợ Phát, vợ cũ của phi công. Rồi họ cũng có thể gắn bó với nhau. Thật giả thì cái này không phải là mình để mà biết. Và trong khi mình search cái tên Nguyễn Anh Khoa, khoa bắp đã cho tên trên những cái clip của khoa bắp, thì tên Nguyễn Anh Khoa đó thì mình thấy là cái tên này đang ở cái watch list của chính phủ. Mình có nhiều cái FBI hay là IRS ở đồ này kia, đại khái là có như vậy. Rồi tới đây thì tự nhiên mình nảy ra một câu hỏi ngoài lề. Ví dụ như là, ai biết thì trả lời nha, nếu như mà khoa bắt qua Mỹ học nấu ăn, không phải là học tiếng Anh, thì khoa bắp mở nhà hàng
liên quan tới cái môn học của khoa bắp. Thì khoa bắp xin phép với lại Designated School Officer, tức là nhân viên đặc trách của nhà trường. Thì khoa bắp có thể thực hiện theo cái Optional Practical Training hay là không? Cái này là câu hỏi của mình. Bạn thấy ví dụ như là mình học ngành nào, mình mở nhà hàng, mình làm theo giống như là mình thực tập ngành hàng đó thì có được chính phủ Mỹ cho phép phải không? Đó là câu hỏi thêm để cho các bạn nào muốn trả lời thì trả lời. Câu hỏi thứ hai, mình tìm. Các bạn đi vô cái website của test rồi các bạn đánh cái tên Nguyễn Anh Khoa thì các bạn biết rồi. Nhưng mà nó phải đòi hai người. Thì các bạn có thể là đánh một người tìm thì bạn phải cần biết cái số, cái file number. Còn không thì các bạn phải đánh hai tên. Là nó sẽ ra là cái này là những cái chi tiết đây. Và câu hỏi thứ hai là bắp tự chui đầu vào thòng lọng khi dính tới cái nhà hàng Hotpot, khoa bắp Hotpot. Có phải vậy không? Có phải tự chui đầu vô không hay là bị cái gì đó? Thì bắp nổ, mua nhà hàng tỷ này tỷ nọ, rồi nổ đập phá toàn bộ xây lại. Chính cái cú nổ đó là một cái sợi dây thòng lọng bắp tự trồng vô cổ của mình. Bởi vì thực chất thì chỉ mua lại cái thương hiệu, mua lại khách hàng và mua lại cái dụng cụ trang thiết bị với cái giá là 250.000 đô. Chứ không phải là mua cái nhà hàng như khoa bắp nổ. Đau thốn cho bắp là thương hiệu Babavi đã hai lần thất bại. Thương hiệu phở đã hai lần thất bại. Babavi lần thứ nhất đã bỏ chạy và bán thương hiệu lại cho Babavi lần thứ hai. Thì xui. Người chủ thứ hai của Babavi đó bị trong cái mùa Covid làm ăn đó không được. Rồi lại nghe tin là người chủ nó qua đời trong khi cái hợp đồng còn dở dang. Đó rồi. Cái thứ nhất, bắp mua thương hiệu phở, mua thương hiệu của phở mà sửa lại thành lẩu thì đâu phải là mua thương hiệu, phải không nào? Nghĩa là đã vắt tiền qua cửa sổ, người ta chỉ cần thuê mặt bằng là có thể làm gây dựng lại từ đầu. Bởi vì đây không có cái thương hiệu phở nữa mà qua cái thương hiệu của lẩu, hoàn toàn mới mẻ. Và cái thốn thứ hai nữa là bỏ ra 250.000, trong đó là mua khách hàng. Hai đời ế ẩm, chưa kể những cái đời trước, cái nhà hàng ăn ở cái địa điểm đó là ế ẩm để nổi bán, thay đổi chủ không biết bao nhiêu đời. Như vậy khách hàng coi như là con số 0 thứ hai. Một lần nữa vắt tiền qua cửa sổ cái phần này. Và có một thứ ba là mua lại dụng cụ trang thiết bị. Từ phở qua lẩu, mọi thứ cần thay đổi, từ bàn ghế đến lắp đặt lò lẩu, điện, gas, mọi thứ đều thay đổi hết. Chén bát đồ cũng thay đổi. Như vậy thì bỏ ra 250.000 đó đều là vô giá trị hết. Có thể nói là vứt tiền vô sọt rác chứ không phải là vứt tiền ra qua cửa sổ nữa. Qua cửa sổ còn có người khác lượm, chứ còn vứt vô sọt rác là thúi luôn. Nhưng mà các bạn thấy rằng khoa bắp có một cái đội ngũ cố vấn rất hùng hậu. Vương Phạm, Colin Nguyễn và một đống âm binh nữa. Mà tại sao để ba trường hợp này thành là con zero? Vứt vô sọt rác. Đó là câu hỏi. Rồi các bạn tự thấy. Mình có thể trả lời được thì được. Đây là mình chỉ đưa ra để mà suy nghĩ vấn đề thôi. Câu hỏi thứ ba của mình là, cũng là cái cách mà vừa hỏi vừa trả lời. Ai có ý kiến thì để comment ở dưới. Có phải như vậy là khoa bắp đã bị lừa? Bắt chước cái chữ của người ta là bị lừa từ vòng gửi xe. Phải không? Mà ai là người lừa khoa bắp? Chủ nhà hàng. Có phải vậy không? Mọi thứ đều trên hợp đồng giấy trắng mực đen. Đồng ý thì ký, không đồng ý thì thôi, chẳng ai ép buộc ai. Cái chủ nhà hàng thì đâu có ép buộc khoa bắp phải ký cái hợp đồng đó đâu. Người thứ hai là cò môi giới Colin Nguyễn. Cò thì làm ăn,
giữa hai bên, bên mua và bên bán. Mục đích anh ta là chỉ bỏ tiền túi, sống chết mặc bay. Mắc cái nó, thành ra cái chuyện làm của cò là vậy thôi. Rồi về phe Vương Phạm, hợp tác với bác ngay từ đầu, chỉ là một sự lợi dụng uy tín qua lại cái đám fan cùng, để hai bên cùng có lợi. Cho nên, thất bại cái việc nhà hàng này, thì hơn ai hết mình thấy chính là của Khoa Bắc thôi. Vì thế, hai đứa cho đến bây giờ, chẳng đứa nào dám lên tiếng tố đứa nào, bởi vì chúng đứng chung một xuồng. Cái xuồng này là hai đứa đều lợi dụng nhau. Nhưng mà xét về mặt tài chính á, thì Khoa Bắc là đứa bị tổn thất nhiều. Tốn 250.000 sang nhượng thương hiệu, trả tiền thuê hàng tháng, tốn tiền tân trang. Tất cả chỉ để đổi lại cái tấm thẻ xanh hợp pháp ở lại Mỹ. Cái xứ mà nó chê là toàn là đài tội phạm mà nó bằng mọi cách. Nó luồn lách, nó mắc méo để mà nó được ở lại. Cái thằng này kinh khủng. Thì cái tấm thẻ xanh này với cái visa, visa F1 đó thì không được rồi. Cho nên, bởi vì nó có thời hạn nhất định mà nhà hàng thì chưa mở cửa, nó cũng chưa thể chuyển qua EB3, EB2 gì được. Thành ra, hay là EB5 gì không được thì nó mới kiếm đường, núp bấm đàn bà. Nè, cái đó là mình đã nói khúc đầu rồi. Mình nói cái tổn hại của nó là tốn ba, trả lại với cái sự tổn thất 250.000, rồi bây giờ phải đóng tiền thuê hàng tháng, phải tốn tiền tăng trang đồ này kia, mà giấy phép thì cũng chưa có. Thì mình nói tại sao tốn như vậy, vô ích và bỏ tiền sổ rác, là bởi vì nó có thể chạy qua bên đường Bel Air đó. Thì đối diện với cái nhà hàng Khoa Bắc Hot Pot hiện trừ, đã có một cái building của Charlie Huỳnh, mắc hơn một chút xíu, nhưng mà được trả tiền buyout lại, khỏi tốn cái 250.000 đó và một cái đống tiền linh tinh. Như vậy là để thấy là một cái sự dại dột chưa từng có của Khoa Bắc, mà nó tự nổ là nó là người giống như sống trên đầu thiên hạ, khôn hơn thiên hạ, khôn là không ma ranh quỷ quái thôi, chứ những cái chuyện này do thì nó bị dính chó, không có giỡn gì với cái cộng đồng Mỹ đâu. Rồi ta nói mấy đứa mà lon ton mới mà qua Mỹ á, hãy sống im lặng mà học hỏi, sống cho nên người, đừng có tự nổ mà hủy hoại thân mình, đừng có học cái thói lừa thủ đoạn làm giàu nhanh, có ngày vô tù cũng nhanh đó. Và câu hỏi thứ tư nữa, đánh chết cái nét không chừa, chứng nào tật nấy, vẫn xài cái cách qua mặt khán giả, làm như ai cũng dại cũng ngu như nó nghĩ. Cái phim Mắt Trộm vừa rồi á, là nó làm một công ba bốn chuyện. Cái thứ nhất, cái chuyện thứ nhất á, là nó bôi nhọ nước Mỹ là đầy trộm cắp. Cái thứ hai á, nó dàn dựng để lấy cớ khai bồi thường với bảo hiểm, khai gian bồi thường với bảo hiểm. Cái thứ ba đó, nó lấy cớ, có thể cái phần này, có thể là nó lấy cớ trộm cắp đó để chậm không mở cửa nhà hàng lẩu của nó. Cái thứ tư nữa, cái này là chủ yếu, cái bản chất của nó có tiền được là cũng từ YouTube. Chứ nó chẳng là cái thái gì, những cái video đô đầu tiên, nếu mà các bạn theo dõi mình là những người theo dõi nó từ đầu tiên, những cái video đầu tiên của nó, đi chiếc xe, gắn máy lọc cặt gì đó. Rồi ở cái nhà, cái không bao giờ mà chiếu về cái nhà, chỉ chiếu một cái hồ tắm con chó, mà chắc cái hồ đó là của ai chứ không phải là nơi nó ở nữa. Nên mình nó chỉ hay ghé tới cái nhà mà gọi là bạn gái của nó này kia, rồi đi ra vỉa hè rồi review mấy cái con cua của bà già bán mấy con cua. Đại khái những cái chuyện mà rất là những cái YouTube mà nghèo nàn ở Việt Nam mới bắt đầu cái nghề YouTube, là ăn uống lằng xằng lặt vặt như vậy, rồi từ nhờ những cái kịch tính mà nó tạo ra rồi nó đi lên. Mà nổi bật nhất là cái vụ mà quánh nhà hàng năm sao ở miền Trung, ở đâu đó quen rồi. Đại khái là qua cái đó là nó mới bắt đầu nổi tiếng. Thì sau đó nó có nhiều vụ nổi tiếng từ cái lương lẹo của nó thôi. Rồi nó giàu lên là từ cái view, những cái view mà tới 4 triệu, bây giờ là hơn 4 triệu rưỡi sắp cho nó rồi. Là các bạn biết là không phải, cái đó là đứng về mặt mà không ngoan tài giỏi của YouTube ấy, thì nó đứng quá giỏi rồi. Như vậy, mình muốn nói cái phần câu hỏi này là đánh chết cái nét không chừa có phải vậy không? Thì đúng là vậy, nó bản chất của nó là vậy thôi. Làm YouTube kiếm tiền bất chấp thủ đoạn. Rồi, câu hỏi thứ 5 là nhà hàng đã sửa chữa xong, sao vẫn chưa khai trương?
Chưa thì rõ ràng là chưa rồi, hơn một năm. Kể từ ngày hạ bút ký, bút sa gà chết, nhà hàng đã bỏ ra 250.000. Thì nó vẫn chưa mở cửa, mà nó nói là nó vẫn phải đóng tiền hàng tháng. Là lý do gì? Tại sao mà hết bất không có mở cửa được? Bây giờ mình đưa ra hai bên. Một bên là mở, một bên là chưa mở. Cái đầu tiên là mở. Vì sao nó sẽ mở nhà hàng? Vì cái thứ nhất là vì nhà hàng đã sửa xong rồi, không lẽ sửa rồi để đó. Cái nguyên nhân cái lý do mà để mở thứ hai là mở bây giờ thì mình gọi là sẽ mở, bởi vì cho đến hôm nay vẫn chưa mở. Thì bắt muốn chuyển cái tình trạng F1 sang EB2, EB5 để mà, hoặc là H1B để mà đổi cái visa qua xin thẻ xanh dễ dàng hơn để ở lại Mỹ. Bây giờ thì mình đã biết là bác không cần những cái EB2, EB3 gì nữa hết. Bây giờ là bác đã chuyển qua Green Card theo dạng nút bóng tùng quân. Không phải tùng quân, mà cái này bám theo liễu yếu. Lý do phải mở nữa là bởi vì nếu mà theo khoa bác nói là sẽ thuê 20 lao công nhân viên á, du học sinh ở Mỹ, là mình thấy cái hướng là nó muốn đánh vô EB5, là với 20 lao công đó nó sẽ nhận được hai cái gói EB5 đó, là bên này là có lợi cho bên Phạm, cho nên còn bên khoa bắp là sẽ có được thẻ xanh. Thì hai bên sẽ cái phần này, thì cái đây là những cái suy diễn của mình thôi, suy diễn cá nhân của mình. Và bây giờ thì khoa bắp đã có Green Card, mà cái Green Card như hồi nãy mình nói là không biết là tự khoa bắp hay là thấp đức mà tìm, hay là do Phương Phạm môi giới đưa người để mà ghép form, hay là thật sự bắp đã tìm được một nửa của mình. Cái đó sau này các bạn sẽ rõ thôi. Rồi cái option thứ hai tức là chưa mở cửa được. Cái hồi nãy option 1 là sẽ mở cửa, bây giờ là chưa mở. Nguyên nhân mà chưa mở cửa được là vì sao? Là vì Vương Phạm đứng tên là chủ. Khoa bắp bỏ tiền ra mua buyout, tiền tăng trang, tiền thuê nhà hàng, đủ thứ. Mà để mở cửa nhà hàng á, vì Vương Phạm là đứng tên là chủ, Vương Phạm phải lo mọi thủ tục. Mà thủ tục để mở nhà hàng ăn uống ở Mỹ rất là nhiều giấy phép. Mà trong các video trước tôi đã đưa cho các bạn xem, lấy tin tức từ anh Kenny Phạm á, thì chúng ta thấy nó chỉ có cái certificate of occupancy, rồi sign up permit thôi, nó không có, ngoài ra mình không thấy có cái gì hết. Như vậy Vương Phạm chưa xin giấy phép đầy đủ, chỉ có một vài cái giấy phép chưa đầy đủ để mở cửa nhà hàng. Rồi cái này kế tiếp là suy diễn của mình, là khi mà trả lương 20 nhân viên làm việc ở đó, không phải là mình muốn tiền nhỏ theo như mà cái số tiền của khoa bắp mà nói lương người lặt rau gì mà 5.000 đô một tháng, hay là đại khái hơn cả lương mấy người mà lấy cái bằng cử nhân ở trường đại học ở Mỹ là lặt rau mà kiểu đó. Thì với cái số lương đó, Vương Phạm đang rắc rối về tài chính là không có thể nào mà thực hiện được. Và các bạn cũng biết đó, thì dù cái nhà hàng đó mà có làm ra có thế nào đấy, thì khoa bắp cũng không có thể nào đứng ra điều hành công việc. Thì những cái chuyện này nếu mà làm ra thì Vương Phạm phải bỏ tiền ra để thuê nhân công, thì sau này có thể là cái tiền lời tiền gì á là của Vương Phạm hưởng. Còn tính ra những cái này á là về đầu tư là hai bên thỏa thuận, mình không biết cái sự thỏa thuận của họ, cho nên cũng không có đầu sâu vô được. Cái đầu sâu thì cũng chỉ là đoán mò, thì cũng đi trật lắc à. Rồi cái tiếp cái lý do mà chưa mở cửa được nữa là cái lợi nhuận ban đầu của một cái doanh thương, nhất là không phải là một cái tiệm phở. Bây giờ từ tiệm phở nhảy qua tiệm lẩu là khách hàng cũng mới, và nghỉ một cái thời gian dài như vậy muốn build lại thì cũng nó là build lại khách hàng, nó cũng tốn rất là nhiều thời gian để mà đem vô lợi nhuận.
thì cái điều đó nó rất là khó khăn. Và nhất là bây giờ Vương Phạm đang rối rắm về cái tình trạng tài chính. Khó mà mở để điều hành cái một cái nhà hàng lẩu như vậy. Với cái ý kiến của mình á, cái suy nghĩ của mình á, thì mình nghiêng về cái nhà hàng này sẽ không có mở cửa. Bởi vì nó sẽ tốt hơn là mở cửa. Bởi vì Khoa Bắc đã có green card rồi, nó không cần để dựa vào nhà hàng để lấy green card nữa. Và mình, tại vì mình không biết cái green card mà lấy vợ hôn thú đó là do phía Vương Phạm chịu trách nhiệm làm đơn rồi dùm cho Khoa Bắc hay là thế nào thì mình không biết. Nhưng mà nhìn cái mặt phẳng chưa đào sâu thì mình nói là tốt hơn hết là không mở cửa. Nói cho cùng á, thì Bắc nhờ Vương Phạm mai mối với Johnny Đặng để mà hốt cái đi BC Call đó. Thì nó hốt ở đâu? Nó hốt của mấy em sinh viên nghèo ở bên Việt Nam đó. Gần nửa triệu đô chứ đâu phải giỡn chơi đâu. Bây giờ á, thì của chợ, gạt đò bỏ chợ thôi. Bây giờ nó có trả hết lại nửa triệu đó. Mà nó phải đóng thuế nữa nha. Nó có trốn, nếu mà nó trốn thuế là nó tiêu đời nó luôn á. Cái số tiền mà gần nửa triệu này nó phải đóng cho Mỹ là phải trăm mấy ngàn đô á. Thì bây giờ nó có mất hết, sau khi đóng thuế rồi nó có mất hết cái đó là cũng vừa thôi. Bởi vì cái tiền này cũng tiền xương máu của mấy cái em học sinh nghèo đó thôi. Nghe lời dụ dỗ của nó, mặc dù nó đã tuyên bố là ai ngu đó anh chịu. Nhưng mà tại vì cái lớp trẻ Việt Nam á, nó mù quáng, nó tin theo, nó thấy cái thằng này như vậy, nó tin theo. Mà thằng Bắc á, thì Bắc á, nó biết vậy. Thành ra nó sẵn sàng để mà nó lợi nhuận cho nó, là bán đứng những fan của nó mà. Thành ra cái số tiền này thì mất đi cũng vừa thôi. Mà nó thật ra nó mất đi mà nó lấy được green card thì nó lời chứ đâu có lỗ đâu. Trở lại cái, bây giờ coi như là gần tóm tắt rồi. Bây giờ mình trở lại cái phần hôn thú một tí xíu thôi. Hôn thú thì làm ngày 22 tháng 6 năm 2022. Là sau khi mà nó làm hôn thú, nó nộp đơn để làm hôn thú rồi được gửi về trong ngày luôn. Thì chắc là làm online á. Thì nó... cái kiểu này á, thì sau khi mà nó nằm ở trong cái quy trình hay sao, sau đó là nó mới bắt đầu sửa chữa nhà hàng. Mình mới thấy bắt đầu sửa chữa nhà hàng thì cái sự hôn nhân này mình thiệt giả thì đến giờ mình cũng chưa biết. Nhưng mà dù thiệt hay giả thì nó vẫn phải cần thời gian để mới lấy green card, chứ không phải là làm xong không thú là green card họ chuyển qua liền. Và mình cũng không biết cái thời hạn của F1 của nó bao giờ là hết hạn. Bởi vì nếu mà nó hết hạn trước khi mà Rinka nó có được nó nắm ở trong tay á, thì một là nó phải về Việt Nam thế này thế kia, hay là nó phải xin extend lên cái F1 của nó, extension cái F1, hoặc là nó phải có những cái thủ tục rườm rà khác nữa. Cho nên nghe nói bây giờ á, cũng toàn nghe nói nha, không có tin chính xác. Nghe nói thì nó đang học ở Community College ở Texas á, thì chắc là để cứ duy trì cái tình trạng F1 của nó trong khi chờ đợi để chuyển qua Rinka. Đó là những thông tin chúng tôi, tại vì cũng không phải một mình, chúng tôi đã thu lượm được về cái YouTuber đình đám này. Xin chia sẻ cùng các bạn, nếu có điều gì không đúng sự thật á, thì xin để lại comment ở dưới để cái những cái thông tin này được hoàn chỉnh hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye.